Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nối kết yêu thương, nơi những câu chuyện đẹp về sự tận tâm và lòng nhân ái được chia sẻ, qua đó đưa quý vị đến gần hơn với những hoạt động y tế và giáo dục, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chương trình hân hạnh được đồng hành cùng tổ chức Vina Capital Foundation, VCF, để góp phần lan tỏa những câu chuyện đầy cảm xúc và ý nghĩa. Ngay bây giờ, kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình kỳ này. Chào bạn, tớ là một học sinh từ lớp 6-1. Tớ mong bạn sẽ chóng hồi phục nhiều may mắn. Tớ biết những gì bạn trải qua khó khăn cho bạn, nhưng bạn có rất nhiều người quan tâm và yêu thương bạn, và họ sẽ ở bên cạnh bạn vào những ngày vui và buồn của bạn. Họ sẽ sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn. Hãy nhớ vậy nhé. Đó là những lời động viên chia sẻ từ một em học sinh của trường quốc tế Mỹ TAS gửi đến các em bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2014 đến nay, thông qua chương trình Nhịp tim Việt Nam của tổ chức Vina Capital Foundation VCF, trường quốc tế Mỹ TAS đã giúp đỡ 63 em nhỏ có lại được trái tim khỏe mạnh. Bên cạnh những hoạt động gây quỹ thường xuyên, các em học sinh của trường còn tổ chức các buổi gặp gỡ các em nhỏ trước và sau phẫu thuật với những hoạt động như cùng nhau nấu ăn, biểu diễn kịch, vui chơi, trò chuyện. Có lẽ sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi nhỏ chính là sợi dây kết nối để các em nhỏ, dù hoàn cảnh sống khác nhau, vẫn có thể gắn kết và chia sẻ yêu thương. Nhờ chương trình nên bé có hồi sinh mới, sức sống mới, niềm tin mới nữa trong cuộc sống nữa. Rồi em rất ơn, biết ơn cái chương trình. Today I'm very happy to take off my time at school to help these children experience what life is like at international schools, which is very different from what they're used to. I'm so glad that TAS can help them through their surgeries and seeing them happy, healthy and running around. It's just a great, really great feeling to me. I'm very passionate about supporting the charity, about helping those who are disadvantaged. And so I don't know if I'm such an inspiration for them, but yeah, I like to motivate them to try to raise as much money as possible and to raise awareness and, you know, just to be with the kids and help them have a happy, healthy life. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng các em học sinh đã chứng minh rằng tuổi tác không làm giảm đi khả năng yêu thương. Từ những việc làm đơn giản đến những hành động ý nghĩa, các em đã thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ đến những em nhỏ khác, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn về sức khỏe. Đó có lẽ là bài học về tình yêu thương mà bất cứ ai, dù ở độ tuổi hay địa vị nào, cũng đều cần đến. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng tổ chức Vina Capital Foundation VCF triển khai 6 câu lạc bộ nữ sinh mở đường đến tương lai tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Chương trình được đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng do câu lạc bộ lãnh sự thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Với 40 nữ sinh tham gia ở mỗi câu lạc bộ, dự án được thực hiện theo hình thức sinh hoạt ngoài giờ học theo mô hình giáo dục đồng đẳng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong 4 lĩnh vực thiết yếu như quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản, tình dục và các quyền hợp pháp. Câu lạc bộ nữ sinh mở đường đến tương lai hướng đến trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số. Kể từ năm 2019, câu lạc bộ này đã được triển khai tại 22 trường thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam và Trà Vinh, thu hút sự tham gia của 900 nữ sinh dân tộc thiểu số, qua đó góp phần thay đổi nhận thức và cuộc sống của các em. Việc thiếu trang thiết bị y tế sơ sinh thiết yếu tại các bệnh viện, các cơ sở y tế là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ sơ sinh, đồng thời làm tăng tỷ lệ chuyển tuyến, gây ra tình trạng quá tải. Để góp phần giải quyết khó khăn này, chương trình Nâng niu sự sống do VCF triển khai từ năm 2010 với mục đích cung cấp các trang thiết bị cấp cứu nhi khoa và đào tạo tập huấn nhân viên y tế, nâng cao năng lực hồi sức nhi sơ sinh. Qua đó mở ra cơ hội và hy vọng cho những sinh linh nhỏ bé có cơ hội được lớn lên.
trong năm 2023, chương trình đã tài trợ 91 trang thiết bị cấp cứu sơ sinh cho các bệnh viện, các cơ sở y tế vùng sâu vùng xa còn khó khăn, với gần 1.700 trẻ được điều trị. Qua đó, không chỉ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn giảm chi phí cho gia đình, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Chắc chắn rằng là thời gian tới thì cái việc điều trị chuyên sâu về cái nhi sơ sinh đó, cũng như là cái tình trạng vàng da sơ sinh thì chắc chắn là sẽ có một bước phát triển mới. Tại vì chúng tôi sẽ càng làm thì sẽ càng có nhiều kinh nghiệm hơn, sử dụng các cái trang thiết bị một cách hiệu quả hơn, và bên cạnh đó thì cũng sẽ có cái vấn đề tăng cường công tác đào tạo liên tục để mà nâng cao cái kỹ năng chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ ở đây. The German consulate has a fund for small scale projects to help, you know, rural areas and underdeveloped areas. And we had a proposal from the Vienna Capital Foundation about this hospital and then telling us that they need equipment. And we felt that this was a very, very good way to support the rural communities and to support especially the women and the newborns, because in last year our foreign ministry has sent out a new policy, which is called feminist foreign policy. So they especially want to support women and girls in the world. And this program from Vienna Capital Foundation, Survive to Thrive, focusing on women and newborns, was the perfect match for this new German foreign policy. Đằng sau những thành công của chương trình Nâng niu sự sống là sự đồng lòng và hỗ trợ không ngừng từ các nhà tài trợ và các nhân viên y tế. Tất cả cùng nhau lan tỏa tình yêu và hy vọng để mỗi em bé sinh ra đều có cơ hội được nâng niu, chăm sóc và phát triển. Ngoài giúp đỡ phẫu thuật tim cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, VCF còn thực hiện các chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh ở những vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. Đây là một phần quan trọng của chiến lược phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe dài hạn cho trẻ em, nhằm phát hiện sớm các vấn đề tim bẩm sinh và đưa ra liệu pháp phù hợp kịp thời. Các chương trình khám sàng lọc thường được tổ chức định kỳ ở các trường học, các cơ sở y tế và ở những cộng đồng dân cư xa xôi. Nhờ vào sự hỗ trợ của các bác sĩ và chuyên gia y tế, chính quyền địa phương cùng với sự đóng góp của các nhà tài trợ, chương trình đã có thể tiếp cận được nhiều trẻ em hơn, đặc biệt là trẻ ở những vùng có điều kiện y tế kém phát triển. Trong năm 2023, chương trình đã tổ chức khám tại 160 huyện khu vực nông thôn của 25 tỉnh thành trên cả nước, với gần 74.000 trẻ em được khám sàng lọc, trong đó kịp thời phát hiện 460 em mắc bệnh tim bẩm sinh. Cái việc đi khám sàng lọc như thế này nó rất là quan trọng, giúp cho mình tiếp cận được tất cả những cái bệnh nhi mà mắc bệnh tim bẩm sinh, rơi vào cái hoàn cảnh nghèo khó khăn, không có đủ chi phí để đi đến những cái trung tâm mà có thể khám sàng lọc được tốt, phát hiện tất cả những cái trường hợp mà tim bẩm sinh còn rất trẻ, rất nhỏ, để có những cái chỉ định mổ kịp thời cho các cháu. Đó là điều tôi thấy rất là quý. Trong năm 2023, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng phối hợp với Nhịp Tim Việt Nam của tổ chức Vina Capital đã khám sàng lọc, phát hiện bệnh tim bẩm sinh, hỗ trợ phẫu thuật can thiệp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Vì trong 15 năm qua, chúng tôi, với sự phối hợp của chúng tôi, đã phẫu thuật can thiệp cho 1.600 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Trong năm 2024, chúng tôi sẽ phối hợp khám sàng lọc cho trẻ em ở miền Trung và Tây Nguyên. Trong tất cả những trẻ em được phát hiện bệnh tim bẩm sinh trong chuyến sàng lọc, có chỉ định can thiệp và phẫu thuật sẽ được hỗ trợ. Việc thực hiện các chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh không chỉ giúp phát hiện và điều trị kịp thời cho trẻ mà còn nâng cao nhận thức trong cộng đồng, tạo nên một môi trường chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho các em. We'll be right back.
em Nguyễn Lê Như Ngọc ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau năm nay đã lên 9 tuổi nhưng chỉ nặng 20kg. Căn bệnh tim bẩm sinh khiến em ăn uống kém, dễ mệt, dễ bệnh với những đợt ho sốt kéo dài. Nhưng bệnh tật đang mang không làm ảnh hưởng đến trái tim biết yêu thương của cô gái nhỏ. Chừng đó tuổi đầu, Ngọc hiểu chuyện, biết thay cha mẹ lo lắng cho em trai, phụ giúp công việc gia đình. Ước mơ của em bây giờ là làm sao để mau khỏi bệnh, để cha mẹ không phải vì em mà lo lắng, vất vả. Hai đứa ăn xong ra lộn năng phụ ba nha. Nãy con cơm nhiều không? Dạ nhiều. Mấy chén? Mấy chén? Dạ 2 chứ. Buổi chiều nay đi học không? Chiều nay không có đi học không á? Mấy tháng nay, từ ngày hay tin con gái mắc bệnh, thêm phần tìm việc khó khăn, anh Nguyễn Văn Nha chỉ ở nhà chăm sóc con cái, làm thêm những công việc lặt vặt như lột năng, một loại cây dân dã ở miền Tây dùng để chế biến món ăn, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn. Hai đứa trẻ cũng quấn quýt lấy cha, thêm tay, thêm chân, ban đầu phụ làm cho vui, dần dà các em thạo việc, thao tác nhanh nhẹn không kém gì người lớn. Chị có thể cho em hỏi là hiện nay công việc của anh chị như thế nào ạ? Thu nhập chính là chỉ có mình anh em đi làm, chồng em thì ở nhà đưa bé đi học. Công việc cụ thể của em là em đi làm công ty mai, dạ, lương thu nhập tháng khoảng 3 triệu. Cái căn bệnh tim của Ngọc á, thì bác sĩ có nói rõ hơn về cái gọi là cái tình trạng sức khỏe hiện tại của Ngọc nó như thế nào không chị? Bác sĩ nói là tình trạng của bé là hiện tại là cần phải mổ. Bệnh viện có báo chi phí mổ của bé là 50 mấy triệu. Dạ. Mai mốt mình khỏe nè, rồi mình đi học, rồi mình lớn lên, Ngọc có cái ước mơ như thế nào nè? Sau này mình lớn lên mình sẽ làm gì không? Con sẽ đi làm phụ ba mẹ để kiếm tiền chăm lo cho ba mẹ. Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, đôi khi mỗi bước chân của các em cũng là một cuộc chiến. Và sức mạnh để những chiến binh nhỏ tuổi có thể vượt qua được thử thách bệnh tật đến từ tình yêu thương của gia đình. Và sự đồng hành từ cộng đồng sẽ là niềm động viên to lớn để góp phần mang lại sức khỏe tốt hơn cho các em. Mong rằng sau khi được chữa lành trái tim, em Nguyễn Lê Như Ngọc sẽ bước đi vững vàng hơn trên con đường đến trường, đến tương lai của chính mình. Bằng cách chung tay góp sức, chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu. Vì yêu thương là nguồn động viên mạnh mẽ nhất. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị khán giả trên hành trình yêu thương để mỗi bước chân đều là bước đi hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Đến đây, chương trình Nối kết yêu thương tuần này xin phép được khép lại. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. 100% đóng góp của bạn vào chương trình Nhịp tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp tim Việt Nam số 14E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Điện thoại 028 3827 8787. Website vinacapitalfoundation.org.